lịch thi đấu World Cup Anh đã mở đầu trận tứ kết với Thụy Điển một cách đầy khó nhọc. Trong nửa đầu hiệp 1, Anh gặp khó trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội bóng Bắc Âu. Thế nhưng, Anh lại có bàn mở tỷ số ở phút 30 do công của Harry Maguire, một pha lập công xuất phát từ tình huống phạt góc. Sang đến hiệp 2, Dele Alli ghi thêm bàn giúp Anh giành chiến thắng 2-0. Như vậy, Anh lần đầu lọt vào bán kết World Cup sau 28 năm. Sau trận, dĩ nhiên là các thành viên của tuyển Anh rất vui mừng và tự hào. Đội trưởng Kane của Anh phát biểu, chúng tôi biết vẫn còn một trận đấu lớn trước mắt, đó là trận bán kết. Nhưng cả đội đang thấy rất vui và tự tin. DT Anh cần tiếp tục tiến lên một lần nữa. Tôi biết sẽ có fan ở đây và fan ở quê nhà ăn mừng, tôi sẽ xem một số video và tận hưởng nó. Chúng tôi sẽ cố làm cho đất nước tự hào. Trung vệ Maguire, người mở tỷ số cho Anh nhìn lại trận đấu, tôi thấy chúng tôi đã thống trị trận đấu ngày hôm nay, kiểm soát được lối chơi. Chúng tôi hơi quá cẩu thả vào cuối hiệp 2, nhưng tình huống cố định là cơ hội lớn. DT Anh đã tập luyện nó trong các buổi tập và hôm nay nhận được trái ngọt. Về phần mình, SLV Southgate không ngủ quên trên chiến thắng và đã có những lo lắng cho trận sau. Southgate tỏ ý muốn gặp Nga ở bán kết, gặp Nga ở Moscow sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Nhưng chúng ta sẽ chờ xem và tận hưởng trận đấu tối nay, trận bán kết giữa Nga vs Croatia. Trong khi đó, SLV Jørne Andersen của Thụy Điển tỏ ra khâm phục khẩu phục DT Anh. Andersen nói, vâng, tôi tin chắc tuyển Anh đủ tốt để giành chức vô địch World Cup. Họ rất mạnh mẽ, được tổ chức tốt và không để đối thủ có nhiều cơ hội. Tôi tin rằng Anh hoàn